Đây là một cái chân đế bằng nhựa cho iPad 70 ngàn Đây cũng là một cái chân khác nhưng mà giá 1 triệu mốt lần Vậy thì á nó khác nhau như thế nào Cái chân triệu mốt này các bạn nó được làm hoàn toàn từ kim loại nè Cho nên các bạn nhìn thấy nó rất là đẹp, nó rất là chắc chắn Này nó sẽ hít với lại cái iPad hoàn toàn là bằng nam châm Cho nên nó sẽ không có bất cứ cái ngàm nào ở phía dưới này hết Ngoài ra các bạn cần thì các bạn có thể xoay nó theo chiều dọc cũng được nè À, hoặc là các bạn chỉnh cái góc nghiêng tùy ý tùy cái góc đứng góc ngồi của các bạn sao cũng được hết các bạn có thể để thêm chuột và bàn phím vào rồi lúc đó các bạn xài nó cực kỳ tiện lợi luôn nhưng mà nhược điểm á, là các bạn sẽ cần một vài lần sử dụng để các bạn quen cái vị trí để các bạn hít cái ipad vô cái chân 500 này á, có giá là 1 triệu mốt bản dành cho ipad pro 12.9 inch iPad Pro 11 inch thì giá chỉ có 1 triệu thôi Ngoài ra còn có bản dành cho iPad Air 4 nữa nha Tóm lại, có nên mua cái chân này hay không? có giá nó sẽ đắt hơn những cái chân dựng ipad bình thường rất rất nhiều nhưng bù lại thì bạn có thích 500 cho nên nhìn cái thiết kế nó sẽ đẹp hơn với mình á thì mình cảm thấy xứng đáng còn bạn thì sao